Nghệ sĩ Hoài Linh tạo nên kỷ lục mới khi gia nhập TikTok. Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi phấn khích khi nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vừa lập tài khoản TikTok, ứng dụng video hot nhất nhì hiện nay với sự tham gia của hàng triệu người, trong đó có nghệ sĩ nổi tiếng và giới trẻ. Chưa đầy một ngày nhưng nam nghệ sĩ đã cho đăng tải đến 5 clip rồi và clip nào cũng nhanh chóng đạt thành tích triệu view. Tài khoản của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng đã đạt hơn 988.000 lượt follow tính đến lúc 10 giờ 45 phút ngày 16 tháng 2. Chỉ sau khoảng 2 ngày, nghệ sĩ Hoài Linh đã sở hữu cho mình con số follow cực khủng với 1,6 triệu người theo dõi và gần 5 triệu lượt thích. Đáng chú ý, 6 video mà nghệ sĩ đăng tải chỉ trong thời gian ngắn cũng thu về hàng triệu view. Đây quả thực là những con số chứng minh cho sức hút vô cùng lớn của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Đáng chú ý hơn là hai đoạn clip mới nhất được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho đăng tải. Đó là hai bài nhạc chế do chính nam nghệ sĩ tự sáng tác và tự trình bày luôn với mục đích kêu gọi mọi người follow. Ai mới lập kênh mạng xã hội mới thì có thể học tập theo chú. Đoạn clip đầu tiên được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho đăng tải có độ dài gần 1 phút. Bài nhạc chế có phần lời như sau: Nam Thư, Minh Dự, Tiến Luật, Thu Trang, Lê Dương Bảo Lâm, Hứa Minh Đạt, Trân Thành, Hoàng Phi, Anh Đức, Hồng Trang cho anh xin mượn tên mọi người anh câu view. Một chút thôi. Lần đầu tiên anh chơi TikTok cho nên anh mượn tên mọi người. Mong mọi người thông cảm cho anh. Tụi em trẻ phải tạo niềm vui cho người già. Đó là hạnh phúc của người trẻ. Cảm ơn tụi em nhiều lắm nghen. Nghe lời xin xỏ đầu năm vô cùng hài hước của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh thì thử hỏi có ai mà không nhấn nút follow được chứ. Sau 2 giờ đăng tải đoạn clip mượn tên các nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lại tiếp tục tung thêm đoạn clip hát nhạc chế khác nữa. Lần này thì không còn mượn tên ai nữa mà nam nghệ sĩ trực tiếp xin xỏ mọi người follow luôn. Đoạn clip lần này ngắn hơn, chỉ có 13 giây nhưng nếu nói về độ duyên dáng, hài hước thì vẫn không kém cạnh clip trước. Đoạn clip có phần lời như sau: Ai ngang qua kênh nhà em, ghé qua xem mà không kịp follow nhưng không sao đâu, xem qua mau rồi trở lại follow thì đâu có ai mà buồn rầu. Mặc dù nam nghệ sĩ tự nhận mình làm được làm hoài luôn nhưng nghe mấy đoạn nhạc chế hài hước thế này thì có lẽ cho dù làm hoài thì mọi người cũng không thấy chán. Bên cạnh đó, là nghệ sĩ đang được hàng triệu người quan tâm trên ứng dụng video TikTok nên những tài khoản được đích thân nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bấm follow cũng được chú ý hơn cả. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 2 ngày lập tài khoản, nghệ sĩ Hoài Linh đã theo dõi 30 tài khoản TikTok, trong đó đa phần là của nghệ sĩ nổi tiếng showbiz. Những tài khoản của các nghệ sĩ hàng đầu showbiz hiện nay được nghệ sĩ Hoài Linh bấm follow có thể nói tới như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, MC Trần Thành, MC Quyền Linh, diễn viên Tiến Luật, Thu Trang, Hứa Minh Đạt, Nam Thư, BB Trần. Tuy nhiên, trong số 30 tài khoản TikTok này thì nghệ sĩ Hoài Linh chỉ bấm follow tài khoản của duy nhất 3 ca sĩ. Đó chính là Nu Phước Thịnh, Hòa Minzy và rapper Thái Vũ Blackbee. Có thể thấy, dù chỉ mới gia nhập cộng đồng TikTok chưa lâu nhưng nghệ sĩ Hoài Linh đã tạo nên một sức hút lớn cũng như dành sự quan tâm đến nhiều nghệ sĩ trẻ trên ứng dụng video này. Cũng có một số ý kiến cho rằng, vì tài khoản lập quá mới nên nghệ sĩ Hoài Linh chưa thể biết hết tài khoản của các ca sĩ trẻ nên việc mới chỉ follow Nu Phước Thịnh, Hòa Minzy và rapper Thái Vũ Blackbee cũng là điều dễ hiểu. Với một bậc tiền bối luôn quan tâm cũng như yêu thương đàn em thì rất có thể số lượng người mà nghệ sĩ Hoài Linh follow sẽ còn tăng lên rất nhiều trong ít ngày tới. Một số bình luận của netizen bên dưới hai đoạn clip này của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh: Chú Hoài Linh dễ thương quá. Chào mừng chú đến với thế giới TikTok. Dám cá là chú sẽ nhanh chóng trở thành hot TikToker cho xem. Hát thế này mà không follow cũng phí. Chú nhí nhảnh và xì tin quá. Lời xin xỏ đầu năm quá dễ thương. Nãy giờ cứ xem đi xem lại đoạn clip này mà không thấy chán. Đã nhấn nút follow kênh Hoài Linh rồi chú nha. Vậy là Hoài Linh cũng gia nhập TikTok rồi mọi người ạ. Clip đáng yêu quá. Con follow chú rồi nha. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội khác của nam nghệ sĩ cũng được đông đảo khán giả hưởng ứng. Hiện tại, ngoài TikTok có hơn 1 triệu người theo dõi thì YouTube cũng đã đạt hơn 250.000 subscribers và fanpage chính thức của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có hơn 10 triệu người theo dõi.